Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong khuôn khổ video này em sẽ giới thiệu cho anh chị về dòng xe Toyota Cross. Bên em nội ngoại thất chiếc xe 1.8V màu trắng, nội thất màu đen. Và đồng thời báo cho anh chị về cái giá bán cũng như chính sách xe ở thời điểm tháng 12 năm 2022 này. Ở hiện tại thì Toyota Cross được phân phối thị trường Việt Nam với 3 phiên bản là 1.8G với giá niêm yết là 746 triệu. Và ở thời điểm này hiện tại thì lăn bánh sẽ cần số tiền là 825 triệu. Và để trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền khoảng 240 đã có thể lăn bánh chiếc xe và tiêu chuẩn ra khỏi bên em rồi, mang xe về nhà rồi. Và ở thời điểm tháng 12 này em xin phép là tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Và phiên bản thứ hai là phiên bản 1.8V, cũng là phiên bản trước mặt chúng ta đây, thì sẽ có giá niêm yết là 846 triệu. Và ở thời điểm này thì lăn bánh anh chị cần chuẩn bị giúp em là 935 triệu. Và để trả góp thì cần số tiền là 270 triệu. Còn phiên bản tiếp theo, phiên bản cuối cùng, phiên bản cao cấp nhất sẽ có giá niêm yết là 936 triệu, là phiên bản xăng điện đấy ạ. Thì để lăn bánh chiếc xe này thì anh chị cần giúp em là khoảng 1 tỷ 034 triệu. Và để trả góp số chiếc xe 1.8HV thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền là 300 triệu. Ở thời điểm tháng 12 năm 2022 này thì bên em độc có một lô xe về và đang có ưu đãi cho anh chị tặng gói phụ kiện, dàn phim cách nhiệt, trải sàn da, cam hành trình và sân gầm cho anh chị. Vừa rồi thì em đã đi một vòng qua cái nội thất, ngoại thất của xe. Thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về chi tiết chiếc xe này có gì. Thì phiên bản 1.8V được trang bị gói an toàn Dual Citizen và được trang bị ở trong cái logo 3D này của xe. Và dưới cái logo này sẽ là cái cam trước trong hệ thống cam 360. Còn ngoài ra thì xe được trang bị là hệ thống đèn full LED. Có bi đấy ạ, có bi LED đấy ạ. Và bên dưới là cảm biến trong hệ thống cảm biến xe, hai cảm biến trước và bốn cảm biến sau. Ở phần thân xe thì anh chị sẽ thấy được cái la răng của xe. La răng của bản này sẽ giống như phiên bản 1.8HV, phiên bản cao cấp nhất, và có kích thước là 18 inch. Ở phần thân xe nữa là cái cụm gương này, có cụm gương tự động và có hệ thống cam ở trên gương hai bên trong cái hệ thống cam 360 của xe. Tay nắm cửa thì có tay nắm dạng cảm biến, cửa sổ trời, thanh giá nóc. Đấy là những cái trang bị của phiên bản 1.8V và 1.8HV sẽ giống nhau. Đây là cái la răng sau của xe. Còn ở phần đuôi xe thì xe được trang bị là cụm đèn hậu full LED. Và ngoài ra là cũng được trang bị 4 cảm biến sau. Và ngoài ra thì có các cái thanh chrome ở phần đuôi xe. Mức tiêu thụ nhiên liệu cho dòng xe 1.8V này sẽ là 7 lít trên 100 cây. Còn phiên bản 1.8HV sẽ rơi vào khoảng hơn 4 lít trên 100 cây. Tiết kiệm gần một nửa so với cái phiên bản này. Và em sẽ giới thiệu cho anh chị về nội thất. Về ngoại thất của xe thì anh chị sẽ có các lựa chọn là màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu bạc, màu xám 1K3, màu đỏ và màu nâu. Còn đây là nội thất của xe, sẽ là nội thất màu đen. Ngoài ra sẽ có một lựa chọn nữa là nội thất màu đỏ đun, màu nâu đỏ đấy ạ. Ở sơ bộ qua nội thất thì em sẽ điểm cho anh chị một số cái tính năng nổi trội. Ví dụ như là ở đây có hệ thống đèn auto pha cốt trong hệ thống của đèn trong hệ thống Toyota Safety Sense. Và ngoài ra thì đã có được trang bị cụm đèn tự động này, rồi cụm điều khiển về màn hình giải trí và cụm điều khiển cái chức năng Toyota Safety Sense, giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm và báo theo xe phía trước. Ngoài ra thì được trang bị là gạt mưa tự động. Còn bên cạnh đó thì được trang bị cùng một cái màn hình 9 inch zin theo xe. Còn bên dưới là cái cụm điều hòa tự động. Em vừa khởi động cái màn hình lên cho anh chị xem về cái độ sắc nét cũng như là của nó. Và đây là anh chị sẽ có được cái cam 360. Thì em sẽ mở cam 360 lên cho anh chị xem. Cam 360 rất nét luôn. Đây là cụm điều hòa tự động. Còn bên dưới là sẽ có cái tính năng là chống trơn trượt này, kiểm soát lực kéo. Và đây là cái cụm mở cửa sổ trời.
cửa sổ trời. Em sẽ ra hàng ghế sau để giới thiệu về tổng quát cái nội thất cho anh chị. Phía bên kia nó mở cửa khó một chút, em sẽ xem vào qua bên này. Ở hàng ghế thứ hai thì được trang bị cái cụm cửa gió điều hòa, và phía bên dưới sẽ có hai cổng USB để trang bị sạc cho hàng ghế thứ hai. Còn đây thì ở vị trí của em sẽ thấy được cái toàn cảnh của cái nội thất của xe màu đen. Còn nếu mà nội thất màu be thì ở các cái mảng da này, mảng da trên tablo và mảng da trên cánh cửa cũng như là ghế sẽ được trang bị là màu đỏ đun, thì nó sẽ có thêm một chút sắc màu cho anh chị nào thích cái màu nó sáng sủa hơn một chút. Còn nếu mà thích màu đen trông thể thao và sang trọng thì là mình sẽ lấy cái nội thất màu đen này. Vâng, và vừa rồi thì em đã báo cho anh chị về cái giá bán, về chính sách ưu đãi của tháng 12, về cái lăn bánh cũng như trả góp. Anh chị nào cần thêm thông tin gì, ví dụ như là thủ tục trả góp hay là cái phương án tài chính của anh chị như thế nào, em sẽ tư vấn thêm cho anh chị về qua điện thoại từng cái nhu cầu. Ví dụ anh chị muốn lấy xe màu gì này, muốn lấy xe nội thất màu nào, thời điểm nào, trước Tết, sau Tết hay muốn xe giao ngay, thì vui lòng gọi điện giúp em qua số hotline thì em sẽ báo cho anh chị và đưa ra phương án làm sao hợp lý nhất. Em xin phép là dừng video tại đây và hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.